Vâng, chào mọi người. Bây giờ là 3 giờ 30 phút ngày 2 tháng 3 năm 2022. Và trước khi Cú Ca tiếp cập nhật tiếp cái thị trường crypto, sau khi mình cho mọi người bắt được mũi kèo rất là thơm tha ở cái vùng đâu đó 37k, thì bây giờ nó lên 44k1 rồi. Thật tuyệt vời, mọi người đang ăn mừng đúng không nào? Nhưng mà mình thấy nhiều người hỏi về Oncoin quá, thì mình khuyên mọi người nên xem cái video bí mật Oncoin của mình. Đây là tâm huyết của mình, mọi người nhớ xem nha. Và đủ 3.000 view, mình sẽ làm tiếp cái video để cách chúng ta dùng Oncoin để cưỡi lên cá mập như thế nào. Ok, nghe rất là hổ báo đúng không nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với đồ thị Bitcoin. À, và sau đó mình sẽ nói một chút về con up và coin down. BT, ví dụ như là BTC up, ETH up, nó là cái gì? Và liệu chơi cái này có nguy hiểm hay không các bạn? Bản chất là vẫn là Oncoin nha mọi người, nhưng mà Oncoin này gọi là Oncoin ETF, thì mình sẽ nói sau. Bây giờ thì tập trung vào đồ thị Bitcoin nào. Chung trên khung tuần á, hôm trước thì mình nói là mình hy vọng thằng này nó đóng một cây pin ba màu xanh nè, nhưng mà nó không đóng cây pin ba xanh mà nó đóng một cái cây lỡ lỡ màu đỏ. Nhưng nó vẫn đúng cái plan của mình khi chúng ta bắt giá ở vùng 37k đúng không nào? Và mình nghĩ là rất nhiều bạn đã lên thuyền được đúng ngay cái đợt mà mình hú mọi người. Và ăn ngay lập tức 18% giá đó các bạn. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta xem nè. Sau khi mà nó đóng một cái cây nến không phải là quá đẹp thì nó đã có một cây tăng trưởng rất là mạnh. Mọi người có thấy không? Chỉ trong vòng 2-3 ngày thôi, volume nó đã lên được nửa thân rồi mọi người. Rất tuyệt vời, lực lên rất mạnh. Như vậy, có nhiều người ngồi kia hỏi mình short được chưa? Ok, sao mọi người cứ mình trông nó lên rồi lại đòi short vậy mọi người? Short rất vô lý. Rồi, như vậy, mọi người chú ý nè, trên khung tuần nó có cái đỉnh cũ nè. Đó là vùng, để mình xem nào. Cái đỉnh cũ của nó là vùng 45k8 đó mọi người, 45k8, gần 46k. Và một cái nơi mà nó rất là nhiều cái cản, đó là vùng 51k tới 52k đó mọi người, 51-52k. Thì chúng ta sẽ cân nhắc ở những cái vùng này, là những cái vùng mà chúng ta sẽ chốt bớt lời, chứ không phải là chúng ta chốt hết nha mọi người. Chốt bớt lời. Và cái khoản chốt lời sẽ là cái khoản từ chỗ này tới chỗ này. Đó mọi người, khi mà chiến thắng trên thị trường ăn được rồi, thì cái giai đoạn đút tiền vào túi rất quan trọng. Đừng có chủ quan, bởi vì khi phân tích đúng hay sai thế nào mình không biết, nhưng mà khi nó lên để nó vòng xuống thì rõ ràng chúng ta lại âm ngược trở lại đúng không nào. Nên đút tiền vào túi chưa bao giờ là sai. Và đừng bao giờ hỏi Cú Ca là chốt lời như thế nào. Các bạn cứ thoải mái mà chốt trong cái vùng này. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn sang các khung thời gian nhỏ hơn xem thế nào nha các bạn. Xem nào, khung 3D. Ok, 3D thì hôm qua mình có nói với mọi người á, nó đụng ngay cái đường trung bình động trên khung 3D và nó bị cản lại. Tuy nhiên, với cái lực lên hiện tại thì mình nghĩ vài pha điều chỉnh thì nó sẽ phá thôi. Nó sẽ phá cái đường này và nó đi lên thôi. Và các bạn thấy không, cái target rất gần là cái điểm 4, gần 46k đó mọi người. Rồi, mở khung ngày xem nào. Khung ngày thì ok, rất đẹp. Như vậy, các khung lớn rất đẹp nha mọi người. Chúng ta không có gì lo lắng đối với thị trường hiện tại và không có sợ nó sập đâu. Và các bạn, như mình nhắc các bạn á, cái vùng test Covid cũng chính là cái đỉnh cũ nè. Đây, mình vẽ lại cái vùng đó cho mọi người ha. Đó, cái vùng mà ngày xưa mình hay gọi là vùng test Covid đó mọi người, thì mọi người cũng thấy nó trùng với cái đỉnh cũ. Rồi, cái vùng mà một trong những cái target mà mình rất là trông chờ đó là cái vùng đâu đó khoảng 48k đó mọi người, cái vùng 48k. Thì cái vùng này á, mình có thể xem xét nó là đây. Đó, cái vùng nó đi qua rất là nhiều cái đỉnh và cái đáy. Đó, đỉnh đáy, mình có thể vẽ cho mọi người xem nè. Đó. Đó, mọi người có thể cân nhắc nha mọi người, cân nhắc chốt ở vùng này. Trung bình, đây là vùng trung bình giữa cái này và cái này đúng không nào? Thì chúng ta sẽ cân nhắc chốt vùng này và tiếp tục là chốt. Ai mà đừng bao giờ để tất cả số lệnh của chúng ta chốt ở ngay đỉnh nha, tại vì không bao giờ cái chuyện mà ăn mà đừng có muốn ăn dày ngay tại đỉnh nha mọi người. Luôn chia vốn ra để chốt lời, không bao giờ chúng ta ôm hết lên tới đỉnh thì rất là rung. Rồi, bây giờ chúng ta xem các khung nhỏ xem nào. Sụp khung nhỏ. Ok, khung nhỏ vẫn rất là tốt. Thằng H4 đang lên mạnh nè, RSI nó đang tiến về vùng 80. Như vậy thì chỉ cần thằng RSI nó lên nó đụng như thế này thôi thì chúng ta rất mừng nha mọi người. RSI lúc đó H4 nó kéo lên 80, chứng tỏ một lực buy rất mạnh. Lúc đó thì trên thị trường á, bạn tưởng tượng đi, có 80 người mua và chỉ có 20 người bán thôi. Nên là cái hy vọng lên tiếp của chúng ta rất là cao nha mọi người. Vậy
trong cái thị trường nó đang tiến về cái đỉnh như thế này nè. Nếu ai mà miss sóng thì sao? Mình thấy mọi người ồ miss thì sao? Miss thì chúng ta không nên mua ngay chỗ này. Vì sao? Vì trên đầu nó đang là một cái cản mạnh đúng không nè. Nếu chúng ta buy chỗ này thì dở quá, buy ngay cái cản, lỡ nó đụng lên này nó phản ứng xuống một cái là chúng ta lại méo mày đúng không nào. Nên việc chúng ta mua ngay dưới một cái kháng cự mạnh là một điều sai lầm. Và trong cái nghề trader á, việc mua dưới kháng cự nhìn nó tù lắm. Như vậy thì chúng ta sẽ mua ở đâu? Chúng ta sẽ mua ở đâu? Mình sẽ cho các bạn một điểm mua, nhưng mà điểm này chưa chắc sẽ xảy ra, bởi vì cái thị trường nó đang khá là mạnh mẽ, nên cái khả năng nó quay về nó test cái vùng 42k là không cao nha mọi người. Test vùng 42k là không cao. Vùng 42k là vùng gì? Nó chính là vùng, để xem. Ok, vùng 42k chính là Fibo 0.382. Đó là vùng 42k này mọi người thấy không? Mọi người có thể tự đo Fibo từ cái đáy này lên cái đỉnh này để canh cái vùng 42k của BTC mà chúng ta vào lệnh. Và mình cũng hy vọng là nó sẽ có một cái đợt điều chỉnh về đây. Lúc đó mình sẽ nhồi thêm lệnh. Như vậy thì nếu ai chưa kịp lên thuyền, đây mình nói ai chưa kịp lên thuyền. Còn mấy ông nội mà đã vô on in rồi mà tới chỗ đây hết tiền để nhồi lục tài khoản margin future ra nhồi thì mình không chịu trách nhiệm nha. Những ai đã miss sóng thì cân nhắc nhồi lệnh mua lại ở vùng 42k. Khi BTC 42k chúng ta nên mua và chúng ta tiếp tục ăn lên. Và mình nghĩ lần này có thể nó sẽ phá được cái đỉnh 45k và nó tiềm cận về cái vùng 47k. Rồi, chốt lời không bao giờ là sai. Dù các bạn chốt bây giờ, các bạn vẫn là người chiến thắng. Nhớ nha các bạn, dù chúng ta chốt bây giờ, vì sao chúng ta chốt bây giờ? Vì có cái đỉnh, có cái vùng kháng cự mạnh trên đầu này, hợp lưu của những cái đỉnh này. Thì chốt bây giờ các bạn vẫn là người chiến thắng vì các bạn mua dưới này. Đúng không nào? Các bạn có thể suy nghĩ đi. 8.000 giá. Các bạn có thấy vừa mồm chưa? Vừa mồm thì chốt, bạn là người chiến thắng. Chỉ cần chốt lời bạn là người chiến thắng. Còn khi bạn đang ôm lệnh, có nghĩa bạn vẫn chưa chiến thắng. Nhớ nha mọi người, chỉ khi nào bạn chốt lệnh thì bạn mới chính thức trở thành người chiến thắng. Còn không, tiền nó vẫn nằm trên màn hình thôi nha mọi người. Tiền vẫn nằm trong màn hình thôi. Đó, nên là chốt lời không bao giờ sai. Không có ai nói các bạn chốt non cả. Chỉ sợ là các bạn đu đỉnh thôi. Rồi, như vậy thì chúng ta đã có những cái mức kháng cự rồi. Vùng 46k này, 48k này, 52k là những vùng kháng cự mạnh. Chúng ta sẽ cân nhắc chốt lời dần lên tới 52k. Và khi tới 52k thì thường á, mình thì mình chỉ còn khoảng 20% tài khoản thôi. Rồi, plan thì vẫn như vậy. Ai miss tàu thì mua canh ở vùng Fibo 0.318. Và chúng ta sẽ mua ở vùng 42k đó, tầm đó. Mình sẽ không chính xác được cái vùng này. Các bạn có thể cân nhắc 42k2, 42k5 gì đó tùy mọi người. Và mọi người sẽ lên lại thuyền ở vùng này. Lưu ý, đây là kinh nghiệm chiến thực chiến của Cú Ca. Không phải là lời mời các bạn vô bắt đáy nha. Không phải là lời kêu gọi mọi người bắt đáy. Mọi người sẽ tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình. Rồi, như vậy thì mình vừa phân tích cho mọi người về Bitcoin. Đang lên thì lên thôi, không có gì lo lắng. Cứ thế mà phan thôi. Và đây là giai đoạn chốt lời, chốt lời dần, chốt lời dần, chốt lời dần. Đừng quá tham lam chốt đỉnh nha mọi người. Rồi, bây giờ thì mình sẽ xem mọi người có những câu hỏi về Oncoin. Ví dụ như mình thấy có người hỏi nè, Raka nè, Celo nè. Ồ, Raka, Celo rồi DXDI. Mình rất tiếc là mình không có theo dõi những con đó các bạn à. Mình hiện tại downtrend, mà mình nhắc lại downtrend thì mình chỉ nhìn những con top thôi. BTC nè, thỉnh thoảng soi mấy con dot rồi vậy thôi. BTC với Ethereum là chính. Và cái kèo Ethereum thì mọi người mình cho mọi người bắt đáy hơi bị chuẩn luôn á. 255 nè. Nó vừa chạm 2557. Ok. Thì đó, mọi người cũng ăn được con Ether với con BTC rồi. Còn những cái con như mình nói đó, con Raka rồi những con này thì thôi xin lỗi các bạn nha. Mình cũng không thực sự quan tâm những Oncoin. Và nếu các bạn lỡ đu Oncoin rồi thì mình nói nè, trong cái mùa đau á thì Oncoin nó sẽ rụng dần mọi người à. Và trong cái chu kỳ thị trường á, thì khi mà thằng Bitcoin nó reset cuộc chơi, thì những Oncoin đa số nha mọi người, đa số Oncoin mùa cũ nó sẽ bị reset hết. Nó sẽ bị reset. Nên là thực sự mà đu bám vào Oncoin thì mình cũng không có đưa lời khuyên nhiều đâu các bạn à. Mình hiện tại chỉ tập trung vào Bitcoin. Nên là mọi người còn lưu luyến Oncoin thì mọi người hãy xem video bí mật Oncoin nha. Rồi, bây giờ là cái điều quan trọng mà mình muốn nói trong video đó là cái phễu của ông CZ. Cái phễu của CZ nó thịt chúng ta như thế nào bằng BTC up, Ether up. Đây, mình giới thiệu cho mọi người biết cái bẫy của họ và cái cách mà họ thịt mình như thế nào nha.
Rồi, thị trường đây. Đó là thuộc loại coin ETF đó mọi người, ETF. Đây mọi người thấy có những con là ADA Down này, ADA Up này, BNB Up này, BTC Down này, rồi BTC Up đi. Thì nói chung tất cả những coin top cũng không top, nó cũng có những cái con up và con down. Và mọi người nhìn vào thì sẽ thấy là những con này nó biến động rất mạnh này. Nó biến động rất mạnh. Ví dụ như con Ethereum up sáng nay nó up 5,76%. Trong khi con Ether bình thường nó up bao nhiêu mọi người biết không? Con Ether bình thường nó chỉ up 2,81% thôi, nhưng mà con Ether up nó là tăng 5,76%. Như vậy chúng ta thấy con Ether up này nó rất là giống con Ether và nó tăng, nhưng mà nó tăng mạnh hơn con Ether. Cái này nó làm cho nhiều người rất là thích nha mọi người. Đây mình sẽ mở cho mọi người xem chi tiết này. Ethereum up nào. Đây. Bản chất những con up và con down á nha mọi người, nó là một cái con Ether mà dùng đòn bẩy. Thì đòn bẩy của nó là từ 1,25 tới 4, và hiện tại đòn bẩy nó là 2. Ok. Như vậy thì với đòn bẩy hiện tại, đây là đòn bẩy thực tế này, nó là 2, thì chỉ cần Ethereum tăng 10% thì Ethereum up sẽ tăng 20%. Thơm không mọi người? Mọi người hay có một cái suy nghĩ trong đầu là gì? Ether hiện tại là 3.000 đô. Mắc quá. Mua một lần được, ví dụ bạn có 3.000 đô, bạn mua được một cục Ether. Đúng không nào? Như vậy nếu bạn mua con Ethereum up nè, thì hiện tại nó đang là 32 đô. Đúng không nào? Thì 3.000 đô, bạn chia cho 32 thì bạn mua được gần 100. Các bạn đừng bị nhầm lẫn bởi số lượng nha. Nhiều người nhầm lẫn là gì? Mua một cục này thì ít quá, mua 100 cục này cho nó nhiều. Nhưng bản chất khi mình tính là trên thị trường này, chúng ta tính theo phần trăm nha mọi người, tính theo phần trăm. Thì ví dụ như con Ethereum nó up, nó tăng lên 15%, thì tài sản của chúng ta sẽ tăng lên bao nhiêu? Chúng ta sẽ tăng lên 3.115, đúng không nào? Đó. Thì thằng này cũng vậy, nó tăng lên 15%, thì bản chất tiền của chúng ta cũng lên 3.150 đô thôi. Các bạn nhớ nha, cái số lượng cục nó không quan trọng, cái số lượng tiền chúng ta nắm không quan trọng, mà quan trọng là cái đồng tiền đó nó tăng bao nhiêu phần trăm. Rồi tiếp theo thì mình nói tiếp. Như vậy tính theo phần trăm mới quan trọng, còn tính theo số lượng coin chúng ta nắm giữ không quan trọng. Ví dụ như chúng ta thấy con gì đây, con TRX này mọi người, con TRX á, chúng ta thấy giá nó rất là thấp, đúng không nào? Thì 1 đô thì chúng ta đã mua được cả mớ rồi, đúng không nào? Rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục với con up này nha. Thì bạn thấy đòn bẩy hiện tại nó là 2, nhưng mà bạn thấy này, đòn bẩy mục tiêu nó là 4, tức là có thể nó chạy từ 1,25 tới 4, đúng không nào? Nhưng thực sự cái số 4 này có đúng không mọi người? Số 4 này có đúng không? Chúng ta cùng xem lại thằng ETH up đi. ETH up. Rồi thằng ETH up này mọi người. Nhìn chúng ta nhìn, mình không cần biết là đây là đỉnh của Ether up 533. Mình không cần biết đòn bẩy mục tiêu nó là gì nha mọi người. Nhưng chúng ta nhìn nè, hiện tại Ether up nó là 31 nha mọi người. Nếu mà muốn về được cái đỉnh cũ á thì chúng ta phải tăng 1500%. 1500%. Như vậy thì mọi người có thấy không? Nó đã chia 15 lần rồi mọi người, nó đã chia 15 lần rồi. Còn con Ether hiện tại của chúng ta thì sao? Con Ether hiện tại của chúng ta thì sao? Từ cái đỉnh của nó tới cái vị trí bây giờ là 3.000 đô, đúng không nào? 3.000 đô. Chúng ta thấy thằng Ether hiện tại nó chỉ bị chia 2 thôi. Đây, mình nói cho các bạn dễ hiểu. Ether thì chia 2 thôi, nhưng mà ETH up thì chia 15. Các bạn có thấy vấn đề không nào? Trong khi nó nói là gì? Đòn bẩy của nó từ 1,25 tới 4 thôi. Như vậy lý do gì mà đòn bẩy 4 đi, mình cho mát là 4 à? Mà một thằng thì chia 2, một thằng thì chia 15. Đó là lý do gì? Giả sử mình lấy 2 mình nhân cho 4 đi. 2 nhân cho 4 đi. Thì cùng lắm đi, mình cho chia 8 đi. Chia 8 là hơi bị ác rồi à. Nhưng mà không phải, nó chia tới 15 là mọi người. Đúng không? Nó chia tới 15. Như vậy mọi người thấy là nếu mình đầu tư vào con Ether up nha mọi người, thì giả sử như con Ether mình đu, ngày xưa mình đu 4.300 đô đi, thì bây giờ mình còn 3.000 đô,
chưa gọi là chia hai nha các bạn. 3.000 mà mình trên cho 4.300 thì mình được 70%, đúng không nào? Thì mình đang được 70%, tức là mình chỉ bị mất đâu đó khoảng 30% thôi, đúng không? Đúng không nào? Mình chỉ mất khoảng 30% thôi. Ok, như vậy nếu mình vô con Ether Up nha mọi người, con Ether Up thì sao? Các bạn đã bị chia 15 lần, tức là các bạn có 1.500 đô, giờ chỉ còn 100 đô thôi, 15.000 đô chỉ còn 1.000 đô thôi. Như vậy cái bẫy của thằng CZ là gì? Nó dùng những con up để nó lùa chúng ta, và trong cái downtrend nó sẽ thịt chúng ta chia 15, trong khi thằng Ether bình thường, các bạn có thấy không, Ether bình thường nó chỉ chưa tới chia 2, nó chỉ mất khoảng 30% thôi. Đó là nghịch lý trong chiêu trò của CZ. Như vậy chúng ta sẽ nên tránh những con up ra, tránh những con down ra, tại vì bản chất của nó là token đòn bẩy. Nó dùng đòn bẩy để nó bẩy cái giá lên, nó tăng cái phần trăm lên, nhưng cái tỷ lệ bẩy của nó không đều, tỷ lệ bẩy thay đổi, và có thể có lúc nó lên tới ít 8 lần mọi người, khi mà nó đau mạnh, khi mà giá sập. Còn up nó có thể nó tăng đòn bẩy lên ít 8. Như vậy chúng ta có thể thấy là gì, thị trường nó luôn là những cái bẫy rất là âm thầm, mà mọi người á hay tấy máy á thì hay thích đụng vô những con up này, và đụng vô là phỏng tay, mọi người nhớ nha, con up đụng vô là phỏng tay. Đây mọi người có thể nhìn lại, đụng vô con up là phỏng tay ngay, không có đường về bờ nha mọi người. Nếu bạn đu Ethereum bạn có đường về bờ, nếu bạn tu Ethereum up bạn vĩnh viễn không thể về bờ được. Đó là lời khuyên của ca. Nếu mọi người không hiểu nó là gì mà thấy nó bay lên bay xuống rất mạnh, tốt nhất mọi người hãy tránh xa nó ra, tránh xa up down, trừ khi bạn là pro, và đương nhiên là pro hơn cú ca. Ok, cú ca không dám đụng vô, cú ca dám chơi future, cú ca kiếm tiền được trên future, nhưng cú ca sợ up down. Bạn pro hơn cú ca thì hãy chơi up down. Ok, mình thấy rất nhiều người comment up down trên kênh của mình thì mình mới khuyên mọi người là không chơi up down. Đó. Nên là khuyên, cú ca khuyên không chơi up down vì cú ca không dám chơi. Còn ai pro hơn mời chơi, không sao cả. Và cú ca kiếm tiền được trên full thì mình sẽ có một cái series về full cho mọi người, và cái cách mà cú ca kiếm lợi nhuận trên full như thế nào. Nhớ đón xem nha mọi người. Kiếm tiền trên full rất hay nhưng mà cũng rất là nhiều nỗi đau. Nên là ai chưa pro thì đừng có đụng vào, mà ai chưa super pro thì đừng đụng vào up down. Rồi cảm ơn mọi người đã xem.